Ừ, thích được ôn nhỉ, chỗ ôn chỗ xinh quá. Nó chị Thanh Mai này, 107956 ấy. Thanh Mai này, 7956, mã số của chị là 10098772 này, 10098772, cước số mẹ số con chị nhé. Các em nghe, chào chị này, ở bé vẫn ngoan nhé chị nhé. Là em đón cháu bé đi làm sàng lọc bóp chân và đo tim cho con. Vâng, thế là bây giờ em sẽ trả chị và em hướng dẫn trả kết quả đo tim cho chị. Đo tim thì chúng em sẽ đo độ bão hòa oxy và đo nhịp tim của con chị nhé. Thì độ bão hòa oxy của con là tay với chân là 9799 là trong giới hạn bình thường. Giới hạn bình thường là nguy cơ thấp thì mình theo dõi chứ không có vấn đề gì hết chị nhé, yên tâm. Vâng, trong quá trình chị nằm ở đây, em bé nằm ở đây, bác sĩ sẽ thăm khám, có gì bất thường thì chúng mình sẽ thăm khám tiếp chị nhé. Em gửi chị kết quả đo tim này. Cái thứ hai đây là cái sàng lọc bóp chân chị nhé. Sàng lọc bóp chân thì chị em thấy chị có đăng ký gói nâng cao cho bé gái thì chưa có kết quả ngay đâu chị ạ. Vâng, thế thì đến cái thời gian là ngày này, địa điểm này là chị truy cập vào website này, chị lấy kết quả giúp em. Có hai cách, một là cách một là tra cứu, hai cách hai là tra cứu nâng cao này giúp em theo hướng dẫn ở đây chị ạ. Vâng, thì có mã bệnh nhân đây chị nhé, đây là mã của em bé và đây là mã xét nghiệm, thì chị nhập hai cái mã đấy hộ em. Vâng, trong quá trình chờ lấy kết quả, nếu như mà em bé có gì bất thường thì bên trung tâm chẩn đoán trước sinh sẽ liên lạc trước với chị. Vâng, thế thôi ạ, cảm ơn chị. Vâng, thế thôi em gửi nhé. Chúc hai mẹ con ở đây mạnh khỏe nhá. Ngủ ngặt nhẽo. Cảm ơn. Thế thôi em xin phép ạ.